Thưa quý vị và các bạn, Công an quận Bắc Từ Liêm mới đây đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tuyển dụng người đi lao động xuất khẩu tại Nhật Bản. Điều đáng nói là dù mới chỉ hoạt động trong khoảng 1 năm, nhưng nhóm đối tượng này đã lừa đảo gần 200 người nhẹ dạ. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Huy Vững, sinh năm 1986, đăng ký thường trú tại khu 10, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Khác với vẻ ngoài thư sinh, Vững là kẻ có nhiều thủ đoạn tinh vi, tráo trở. Để lấy lòng tin của học viên, Vững thuê nhà tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, lấy danh là văn phòng tư vấn Bảo Ngọc, thuê người dạy tiếng Nhật, cấp quần áo đồng phục chan màn cho học viên. Quy trình chẳng khác nào đơn vị có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, nhưng thực chất những chi tiết này nằm trong kế hoạch chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Anh cho biết là lý do anh thuê số nhà 22 ngõ 182 đường Phú Diễn để làm văn phòng. Thế là em thuê mục đích chính ở bên em thuê là nhất là tuyển dụng lao động, thứ hai là để thu nhận hồ sơ của lao động và thu tiền của lao động nhằm mục đích để chiếm đoạt tài sản của người lao động. Sau gần 1 năm hoạt động, công ty của Vững đã thu tiền bất chính của gần 200 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng. Thủ đoạn của đối tượng đây tinh vi và hoàn hảo hơn. Đối tượng đã sử dụng xe ô tô và thuê nhà và in các cái logo biển hiệu, các cái zip để đưa cho các nhân viên hướng dẫn để lao động có những cái niềm tin và có những cam kết trực tiếp của đối tượng là viết bằng chữ của đối tượng tại các cái giấy biên nhận, và đối tượng còn điểm chỉ trực tiếp và hứa hẹn các lao động từ 3-6 tháng sẽ đưa đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Cơ quan công an cũng đưa ra cảnh báo đối với những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động cần kiểm tra thông tin công ty nhận hồ sơ của mình tại các sở lao động thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố để được hỗ trợ xem có đúng là đơn vị có chức năng đưa lao động ra nước ngoài làm việc hay không, tránh vì cả tin hoặc vì chi phí thấp mà rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng, vậy ai là bị hại trong vụ án cần sớm đến đội cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm gặp điều tra viên Nguyễn Văn Bằng, số điện thoại 0982 217 072 để được giải quyết.